Hello các bạn. Bữa nay hứa hẹn Happy Home rồi. Qua nó đi để đi thả cá mà cũng mưa. Làm như lâu lâu làm chuyện tốt nên nó bị khó khăn các bạn. Là hôm nay giữa trưa về tranh thủ rảnh cái là chạy đi liền. Kiếm cái con gì đó thả ra cái vậy. Chứ cứ hẹn tới hẹn lui, hẹn chiều, hẹn mai là hẹn hoài luôn á. Là làm luôn, làm liền luôn. Giờ đi vô chợ Thanh Đa các bạn. Chợ Thanh Đa mua cho nó dễ. Rồi chạy ra hồ, ra cái sông này thả luôn cũng lẹ quá, dễ. Giờ không biết người ta còn đánh cá không, đánh cá sống không nữa chứ. Chịu coi có cái rồ đồng. Có rô đồng theo theo mình mua rô đồng thả là cá nó khỏe nhất các bạn. Giờ bây giờ sáng sớm chưa chưa hết rô đồng đâu, rô đồng đâu? Dạ không, cá chê nhỏ này bán làm sao? Thôi thôi cả hai ký cá chê phóng xanh. Rồi rồi 100.000 hả? Có cho miếng nước vô cho nó sống không? Ủa có con chê màu hồng kìa. Rồi, xin cảm ơn. Giờ việc còn lại là chọn cái địa điểm thôi các bạn. Chắc ra bờ sông này luôn, cá chê là nó bao khỏe bao mạnh luôn. Đây, ở bờ sông có quán. Ở đây luôn. Kêu cho chai nước suối nó mà quanh gì đó. Chỗ này không có đường xuống. Không đường xuống rồi. Phải đi rồi. Dạ không. Dạ. 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 Con cảm ơn. Chỗ này leo xuống không được. Đây mình chặn vô trong bình lợn các bạn. Bình lợn thả ra nó mãi cái này nó có mặt ngoài cái chỗ mà cái này cũng sắp rồi thăm được. Bên cái này cái gì nó hơi trơn nên mình chặn cái nó hơi kẹt bên này. Nó rất trượt. Nhớ không lầm thì dưới này nó sẽ có một vài cái chỗ để mà mình quẹo quá các bạn, quẹo xuống sông được. Không có chỗ nào tuyệt vời hơn bằng chỗ này. Rồi chạy xe vào luôn.
đây có quán cà phê, có chỗ mát, chỗ ngồi luôn. Rồi. Thả thôi. Không có chỗ nào hợp lý hơn chỗ này. Ui, xem té. Nước hơi dơ. Rồi bớt đi con. Bơi đi nha. Bơi ra ngoài bùn, ngoài ngoài động ngoài kia. Bơi đi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Cá chê thì nó sống rất là mạnh. Ủa, có cá rô đồng gì nữa. Rồi, bye bye. Xem tự té. Chương trình thả cá của chúng ta đến đây là kết thúc. Mấy bạn câu ở đó luôn, chấp luôn.